Xin chào các thầy cô, hôm nay em sẽ giới thiệu với các thầy cô về phần mềm dạy học Wiki trực tuyến. Thì để bắt đầu phần mềm này thì việc trước tiên là chúng ta sẽ tìm kiếm trang Wiki trên Google hoặc trên App Store hoặc là cửa hàng CH Play. Để bắt đầu với Wiki, việc đầu tiên là chúng ta đăng ký một tài khoản, chúng ta nhấn vào Sign Up. Các thầy cô có thể đăng ký với tài khoản Google hoặc là một cái tài khoản Outlook của mình. Các thầy cô sẽ chọn As a Teacher. Và đây là giao diện trang chủ của Wiki. Ở đây bên trái là thanh công cụ của các thầy cô. Đầu tiên chúng ta sẽ xem và edit lại profile của mình. Wiki sẽ tự động lấy thông tin tài khoản Gmail của các anh chị để điền tên và ảnh đại diện vào. Đây chúng ta sẽ sửa lại. Thứ nhất là danh xưng, thứ hai là tên. Chúng ta sẽ chọn khối lớp và môn học mà mình dạy. Thì ở đây chúng ta có thể chọn các thẻ bên dưới hoặc có thể điền vào. Sau đó chúng ta sao lưu. Thanh file Wiki này là để tìm những cái bài giảng mà các giáo viên trên Wiki đã tạo trước đó để chúng ta sử dụng mà không cần phải tạo mới. Còn My Wiki là những cái bài tập mà chúng ta đã tạo trên đây. Chúng ta có thể vào đây để xem lại. Và Read a new Wiki tức là tạo một cái bài tập mới. Thì ở đây đầu tiên là các thầy cô sẽ điền tên của bài tập và chọn về môn. Thì ở đây là toàn là tiếng Anh cho nên là các thầy cô có thể chọn bất cứ một cái môn nào cũng được. Ở đây em chọn là toán. Ở đây có hai mục, thứ nhất là các thầy cô tự soạn một cái đề, thứ hai là các thầy cô sẽ lấy những câu hỏi từ trong những cái đề khác mà các thầy cô khác đã up lên tùy chọn và thêm vào cái bài của mình. Ở đây em sẽ write out tức là tạo một cái đề của riêng mình. Đầu tiên các thầy cô sẽ điền vào một câu hỏi, ví dụ hôm nay là thứ mấy, chắc chắn là thứ hai. Thì ở đây có một cái mục là has a correct answer, tức là sẽ chuyển từ câu hỏi có đáp án sang câu hỏi lấy khảo sát ý kiến. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là câu hỏi trắc nghiệm cho nên sẽ có đáp án. Các thầy cô sẽ điền các đáp án bên dưới vào. Ở đây thì Wiki mặc định chúng ta có 4 đáp án nhưng mà sẽ có thể xóa đi bớt 2 đáp án và chừa lại ít nhất là 2 đáp án. Hoặc có thể thêm tối đa vào là 5 đáp án. Ở đây em chỉ chọn thứ 2 và thứ 3. Sau khi mà điền đáp án vào thì các thầy cô tích vào dấu tích phía trước của đáp án nào mà thầy cô chọn đó là đáp án đúng. Ở thanh thời gian ở phía dưới thì chúng ta có thể chọn thời gian để mà học sinh làm cái câu hỏi này. Thì ở đây em sẽ chọn là tối đa có thể là 15 phút hoặc ít nhất là 5 giây. Sau đó các thầy cô sẽ save lại. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể chèn các công thức toán học vào. Ví dụ đây em sẽ chèn một cái phân số vào 2/5. Ngoài ra thì chúng ta có thể chèn hình ảnh hoặc là âm thanh vào. Các thầy cô click vào cái biểu tượng chèn tệp hình ảnh ở kế bên câu hỏi hoặc dưới câu trả lời. Đây em chèn một cái biểu đồ hình quạt, hình tròn. Sau đó các thầy cô save. Như vậy là chúng ta có câu hỏi đầu tiên. Tiếp theo sẽ tạo tiếp một câu hỏi thứ hai, cũng tương tự như quy trình tạo câu hỏi thứ nhất. Và ngoài chức năng mà tạo câu hỏi mới thì chúng ta sẽ thử chức năng teleport, tức là chúng ta sẽ tìm kiếm những cái nội dung bài tập mà tương đồng để mà thêm câu hỏi một cách nhanh chóng. Ví dụ ở đây em sẽ tìm bài tập toán 5. Thì ở thanh bên trái chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những nội dung liên quan tới bài tập toán 5. Chúng ta sẽ click vào từng một. Ví dụ như ở đây em thấy câu này hợp lý, em sẽ add nó vào cái bài của mình. Chúng ta cùng xem. Và là chúng ta đã thấy là đã có thêm câu hỏi thứ 3. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian của quý thầy cô hơn. Chúng ta sẽ finish with để kết thúc. Và ở đây là có một phần là hình ảnh, chúng ta có thể chèn thêm hình ảnh cho bài tập chúng ta thêm sinh động. Ở phần ngôn ngữ chúng ta có thể chọn là Vietnamese. Khối thì ở đây chúng ta sẽ chọn bất kỳ khối nào mà chúng ta cảm thấy phù hợp, bởi vì cái mục chọn khối này mục đích là để cho các giáo viên khác có thể tìm kiếm bài tập của chúng ta ở trên Wiki. Như vậy là xong, chúng ta đã tạo xong một cái bài tập tại nhà. Và ở đây là giao diện để xem bài tập của chúng ta. Ở đây có hai mục là Live Game và Homework. Phần Live Game thì chúng ta có thể sử dụng để thao tác trực tiếp cho các em cùng chơi trực tiếp trên lớp. Nhưng mà đối với tiểu học thì các em chưa có được sử dụng điện thoại cũng như là máy tính bảng trên lớp, cho nên chúng ta thường sử dụng phần Homework để giao bài tập về nhà cho các em. Và khi mà nhấp vào giao diện Homework thì chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái deadline, cái hạn nộp cho cái bài tập này. Ở đây em sẽ chọn ngày 15 tháng 2 tức là sau 2 ngày nữa. Sau đó chúng ta chỉ cần nhấn vào host game tức là đã hoàn thành. Và mục thứ hai là assign to class tức là các thầy cô sẽ thêm nó vào một cái lớp riêng tư. Thì khi mà thêm vào lớp này thì
thì các bạn trong lớp mới làm được bài này, còn những người khác không làm được. Nhưng mà hiện tại á, khi mà chưa các thành viên trong lớp chưa đông đủ thì các thầy cô nên sử dụng phần hostgame này riêng thôi, tức là bất cứ người nào có link hoặc là 6 mã số của bài tập sẽ làm được. Như vậy sẽ dễ hơn đối với các bé tiểu học. Phần bên dưới là một số nâng cao, ví dụ như đây là không giới hạn số học sinh tham gia làm, không giới hạn số lần, và show câu hỏi cũng như câu trả lời sau khi mà các em trả lời, sau đó show đáp án ra. Ở dưới này có một phần là power up rất là hay, thì nhờ cái phần này thì sau 2, 3 hoặc là 4 câu hỏi thì sẽ có một phần có những cái gấp đôi số điểm nè, bỏ bớt một đáp án sai sẽ làm cho cái game nó trở nên hào hứng hơn và các em nhỏ sẽ thích làm bài hơn. Timer thì chúng ta bật lên để cho thanh thời gian sẽ chạy trong khi mà các bé làm bài, thì như vậy thì các bé có thể xem được cái thời gian mình còn lại là bao nhiêu. Ở đây có một mục là Super Question và Super Answer Option, tức là đảo câu hỏi và đảo đáp án. Thì khi mà các em làm lại lần 1, lần 2, lần 3 thì thứ tự của câu hỏi cũng như là thứ tự của các đáp án trong một câu hỏi sẽ thay đổi. Như vậy sẽ tránh được sự nhầm chán của học sinh. Ở đây có một phần là Redemption Question. Thì tại mục này chúng ta nên tắt đi, bởi vì đây là cho phép học sinh có thể tham gia trả lời lại trong một lần làm bài. Có nghĩa là như thế nào, khi mà học sinh trong tham gia lần 1 đó sai 3 câu thì khi mà trả lời đến câu hỏi cuối cùng nó sẽ cho trả lời lại các câu hỏi mà các bé bị sai. Như vậy thì nó sẽ không kích thích được các bé làm lại nhiều lần. Và đây là giao diện khi mà chúng ta đã bấm nhấn vào host game. Ở đây có 6 chữ số, thì đây là mã số để tham gia làm bài tập. Chúng ta sẽ copy cái mã số này và chúng ta sẽ gửi cho các bé trên lớp. Thì cách thứ nhất là các bé sẽ truy cập vào Google và tìm quiz. Các bạn nhấn join the game. Sau đó thì ở ô nhập code, các bé chỉ cần điền 6 cái chữ số này vào. Như vậy là các bé đã dẫn được tới trang làm bài. Ở đây các bé sẽ điền tên đầy đủ của mình để cho giáo viên có thể kiểm soát được đó là ai. Và cách thứ hai để mà chúng ta cho các em làm bài, tức là các thầy cô bấm vào Another Tools và chúng ta copy cái đường link gửi cho phụ huynh. Thì sau khi phụ huynh nhắc vào thì nó sẽ dẫn tới trang làm bài. Như vậy đây là một cái công cụ khá hay mà em vừa giới thiệu sơ qua cho các thầy cô. Phía bên dưới này chúng ta có phần music, hiệu ứng hình ảnh cũng như là biểu cảm, thì chúng ta có thể tùy chọn để chúng học sinh có thể bắt đầu làm bài. Ở đây khi mà nhấn start game thì nó sẽ yêu cầu là các bé sẽ đăng nhập với Google, nhưng mà đối với những người làm bài thì không cần thiết phải đăng nhập, chúng ta chỉ cần nhấn tắt đi thôi. Đây là giao diện làm bài của các bé. Đáp án sẽ được hiện sau khi mà các bé chọn đáp án. Sau mỗi câu hỏi thì các bé sẽ thấy được xếp hạng của mình so với các bạn trong lớp. Đây là cũng một điều rất là lý thú để kích thích các bé tham gia làm bài. Sau khi làm bài xong, Quizy sẽ tự động lưu phần làm bài đó vào trong phần xem của giáo viên. Học sinh có thể tham gia làm đi làm lại nhiều lần để làm đúng những cái câu hỏi khó. Và ở đây chúng ta có một phần là Study Flashcard, tức là học sinh có thể xem lại toàn bộ hệ thống câu hỏi cũng như là đáp án để các bé có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Toàn bộ các câu hỏi sẽ được hiện ra, các bé sẽ hoàn thành ngoài nháp, sau đó kiểm tra xem đáp án đúng hay chưa. Nếu mà đúng rồi thì các bé sẽ nhấn Correct. Nếu mà chưa đúng thì các bé có thể nhấn vào Read Review để một lát nữa nó sẽ hiện lại một lần nữa. Sau đó các bé có thể chụp lại nhờ phụ huynh hoặc là liên hệ với trực tiếp với giáo viên để giáo viên giải đáp. Ở đây chúng ta có phần mục report, tức là báo cáo về cái tình hình làm bài của các bé. Thì như các thầy cô đã thấy thì ở đây social player có một, tức là vừa nãy có một em vừa tham gia, đó chính là mình đã test accuracy, tức là tỷ lệ phần trăm làm bài đúng của các em. Thì ở đây chúng ta sẽ nhắc vào để xem được chi tiết những câu hỏi. Bên phải có cột thời gian, chúng ta có thể thấy được là các bé làm bao nhiêu giây. Ví dụ như chúng ta thấy các bé làm một bài tán giải 3 4 lời giải mà các bé chỉ làm có 6 giây, tức là các bé hoặc là đang sử dụng máy tính hoặc là các bé chọn đại đáp án. Như vậy chúng ta có thể phản hồi trực tiếp cho phụ huynh để điều chỉnh lại cái việc học và làm bài của các bé. Cạnh bên sẽ có một email to parent, chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ email của phụ huynh vào. Và nội dung cần nhập ở bên dưới là những điều mà chúng ta muốn trao đổi với phụ huynh. Sau đó chúng ta nhấn nút send. Ngoài ra chúng ta còn có một overview hoặc là question. Thì tại mục này chúng ta có thể thấy được là những câu hỏi nào mà các em đa số chọn đáp án sai. Thì khi như vậy, lúc mà các em lên lớp gặp trực tiếp thì chúng ta thấy chỉ giảng giải lại những cái câu mà các em trả lời sai nhiều. Thì từ đó sẽ giảm được cái áp lực khi mà học của học sinh với cả lẫn giáo viên. Và một class thì ở đây chúng ta sẽ tạo một cái lớp học. Thì sau khi mà tạo một cái lớp học thì chúng ta có thể mời
các học sinh hoặc là phụ huynh tham gia vào bằng cách share cái đường link. Thì khi mà phụ huynh nhấp vào đường link đó thì phụ huynh điền email và sẽ được tham gia vào lớp học. Thì tại sao phải cần có lớp học? Khi mà phụ huynh đã tham gia vào lớp học thì tại cái mục My Busy, khi mà chúng ta boss a game và chúng ta chọn assign to class thì tức là những bạn học sinh nào có mặt trong lớp sẽ được nhận thông báo làm bài. Tuy nhiên thì chức năng này chỉ nên sử dụng khi mà lớp đã đầy đủ các thành viên, như vậy thì tất cả các bạn đó mới làm được bài. Còn không, ví dụ lớp chỉ có 6 thành viên thì chỉ có 6 thành viên đó được phép làm bài, còn những thành viên khác sẽ không được làm bài. Cho nên tạm thời các thầy cô cứ vừa cho các em đăng ký lớp cũng như là tạo cái host game công khai, như vậy chỉ cần có mã số hoặc là share cái đường link của bài tập là chúng ta có thể làm bài. Đây là giao diện của một cái tài khoản mà em đã tạo trước đó. Thì tại đây, trong cái đợt dịch này thì em cũng đã tạo khá nhiều bài tập cho các bé giao về nhà. Và trong một MyVisi thì ở đây có rất là nhiều bài tập. Thì khi mà muốn chia sẻ một cái bài tập nào đó cho một cái giáo viên khác thì chúng ta nhấp vào bài tập đó và chúng ta nhấp vào phần chia sẻ. Thì ở đây chúng ta chỉ cần nhập email và bấm vào share thì chúng ta có thể thấy cái người mà nhận được email sẽ có thể truy cập vào cái bài này. Vâng, và đây là email mời tham dự vào cái bài tập đó. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào view with thì nó sẽ dẫn tới cái trang bài tập. Và tại đây thì các thầy cô chỉ cần nhấn vào save thì như vậy là nó sẽ được lưu về cái kho bài tập của mình. Ở đây là do là chưa có một cái folder nào cho nên em sẽ tạo một cái folder là toán ôn tập. Create. Nó sẽ thông báo là Wizzy Edit, tức là bài tập đã được thêm vào. Và như vậy khi mà chúng ta vào một My Wizzy sẽ thấy được cái bài tập của mình đã được thêm vào. Và chúng ta chỉ việc nhấn vào homework để chia sẻ bài này đến các bạn. Như vậy là em đã hướng dẫn xong các thầy cô các bước để mà chúng ta có thể tạo một cái bài trắc nghiệm online và chia sẻ đến cho học sinh. Như vậy thì nếu mà có thắc mắc gì các thầy cô có thể liên hệ trực tiếp với em. Cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe và theo dõi.